Chào các bạn, trên bàn cờ tướng, mỗi binh chủng đều mang một màu sắc riêng, kể cả về sức mạnh, tính linh hoạt hay nhiệm vụ cũng hoàn toàn khác biệt. Xe 10, pháo 7, mã 3, hay là thương thay quân chốt trên bàn cờ, phú quý tất cả những xe pháo, vân vân. Hôm nay cờ tướng Nam Mê-xít được dành đôi chút thời gian cho quân pháo. Cờ tướng cổ đại không hề có quân này, nó chỉ được bổ sung từ cuối thời nhà Đường và cũng là quân cờ ra đời muộn nhất trên bàn cờ. Vì tới thời đó, pháo chỉ được sử dụng trong chiến tranh với hình thức là máy bắn đá mà thôi. Bây giờ, từ pháo trong chữ Hán đã được viết với bộ thạch, nghĩa là đá. Còn đến đời nhà Tống sau này, khi loại pháo mới mang thuốc nổ được phát minh, thì từ pháo mới được viết với bộ hòa. Khi khai cục, pháo thường mạnh hơn mã. Đó cũng là lý do mà ngay từ khi trận chiến bắt đầu, nó có thể đưa mã đối phương vào tầm ngắm từ xa, nhưng chẳng bao giờ khai hòa. Nhưng đến tàn thì pháo hoàn. Phần vì lúc đó lực lượng đã thương vong đáng kể, cho nên pháo đã chẳng còn ngòi nữa, khó công hơn, và càng phải gấp gáp hoàn về hộ giá để lợi cho thủ. Tiện đây xin được giới thiệu đến các bạn một vận đấu xứng đáng là thần pháo trung phong. Đôi pháo dưới tay vị này như là có phép thuật, nhảy múa tán loạn mà đối thủ hoàn toàn bất lực, vỡ trận cũng chẳng hiểu lý do là gì. Đó là lần gặp giữa Vu Hồng Mộc Đại Sư và Thôi Nham ở giải vô địch cá nhân Trung Quốc năm 86. Ở trận này, Vu là người cầm đỏ, đã trung pháo ngay, Thôi nhảy mã, Vu phi ngựa, Thôi bình xe, Vu xuất xe, Thôi dùng mã còn lại xuất trần, Vu lựa chọn bố cục là binh 3 tấn 1. Thôi cũng vậy, đối chốt ngay, rồi Vu nhảy chính mã. Đây cũng là một trong hai cách lựa chọn đưa bàn cờ về kiểu khai cục chuẩn, nhưng biến đi lệ thường xuất hiện nhiều hơn, chính là việc quăng ngựa ra cánh biên. Còn tới đây, Thôi Nham đã bổ ngay một nước tường, rồi Vu tiến pháo qua. Thứ nhất là đe dọa vào chốt 7, hoặc là ưu tiên trước, lấy pháo gã đường 7, làm cho mã đường 3 của Thôi Nham thêm phần vất vả. Bởi vậy, Thôi quyết định đưa mã để bản hạ ngay. Vừa có thể thoát thân, vừa tiếp theo mở đường, binh 3 tiến 1 gây sức ép. Bởi vậy, Vu phóng lao thì phải theo lao, dùng pháo này nổ thẳng vào chốt, và Thôi lấy pháo gã vào trục 3. Vừa đang còn chờ sẵn, dùng binh 3 tiến 1 gây sức ép vào mã ngay. Nếu như trong hình cờ này đối phó một cách quá bị động, tức là hoặc quay ngựa về hoặc là dương lên một nước tường, đều bị Thôi Nham cướp hẳn tiên cơ, chỉ cần nhẹ nhàng đưa xe này xuất trần theo trục dọc mà thôi. Bởi vậy, trong hình cờ lựa chọn rất cao của họ Vu, lấy xe bình trục 8 trước. Nếu như Thôi Nham dùng binh 3 tiến 1 chỉ là hoài công, chấp nhận rằng quay về một nước mã. Nhưng tới đây họ Thôi lại rất khó đi, dùng chốt mà lững thững không thể nào, Vu cũng ra tay chẳng do dự. Còn nếu như dùng chốt này tiến một thì lúc này còn tồn tại một vấn đề nan giải, tức là Vu chỉ cần tiến xe kỵ hà, mã đường 4 rất khó khăn để di chuyển. Bởi vậy lựa chọn trong thực chiến biết là biến đi này chẳng hề có lời, lựa chọn trước, Thôi Nham đã dùng xe tiến một tức tốc mà khởi hoành. Và họ Vu lại tiến xe cửa hà, còn đe dọa bình sang vây cùng vào mã. Thôi đã dùng ngựa này đạp thẳng vào chốt, đe dọa lấy pháo, dùng pháo này đắc ngựa và hơn quân. Bởi vậy, Vu đã phải lấy pháo để rời hình tức thì. Nếu như xe này bình quá cung, mã trực tiếp nhảy lên mà đánh đuổi. Thôi đã dùng binh mà tiến một, rồi Vu dùng xe tiến cửa hà, âm mưu rõ ràng chuẩn bị cho nước ngựa này có thể xung trần. Còn nếu như thay đổi thứ tự này, tức là dùng mã mà phi lên trước, pháo của Thôi chỉ cần tấn thẳng ba nước, xe mã phải cùng đường trên hàng ngang. Còn tới đây, lựa chọn của Thôi lấy pháo tạt biên, mời đấu đổi. Và Vu bất ngờ với việc dùng binh mà tiến một. Để cho Thôi cứ vậy mà dùng xe chấp nhận việc đấu này trước, mã này quăng lên rồi dùng tường để khử trừ hậu họa. Vậy thì, về phía của Vu Hồng Mộc, sau khi đòn bỏ chốt đầy táo bạo vừa rồi, ông đang còn chờ những gì? Chỉ cần nhảy mã qua hà, trực tiếp truy đuổi, tượng còn lại đã bổ lên. Có lẽ hàng tuyến phòng thủ cũng vì vậy mà chỉnh tề hơn so với việc tượng 7 này quay về. Pháo đường biên rõ ràng đã còn căn, và sức tượng này làm cho mã qua hà của Vu thêm phần khó di chuyển. Lựa chọn tới đây của Vu, dùng binh để tiến một, ngăn cản pháo này có thể tùy tiện lao qua hà để khử trừ ngay. Tới đây lựa chọn của Thôi Nham, dùng binh để tiến một. Việc này đã được Thôi Nham toan liệu từ trước, chỉ cần chấp nhận việc đấu, mã này chỉ cần quay về, vẫn là hình cờ hoàn toàn bình ổn. Pháo có thể đe dọa vào mã là một nước tiên cơ bản, mà Vu sẽ tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Bởi vậy,
ông đã đưa xe mà thoát thân, nhưng cái giá phải trả là Thôi Nham có một chốt để qua Hà. Vu đã dùng mã để tiêu diệt, đòn đánh bất ngờ để pháo ba phải rời truyền, rồi tiếp tục lại dâng pháo tuyến trên. Hai đòn liên tiếp vừa rồi, thứ nhất là đổi mã, thứ hai là đòn tiền pháo này, làm cho cuộc diện của bàn cờ này tiến triển một cách đáng kể. Chắc chắn đây là việc làm một đi không trở lại của đại sư họ Vu, tại vì có thể nhất thời hình thành một thế tiến công nhất định bằng đôi pháo, có thể đe dọa tiêu diệt được một trong hai chốt của đối phương. Nhưng cũng vì vậy mà mã đường 7 đang chính thức bị bỏ ngò. Chẳng há phải chỉ cần thêm một vài nước chốt thôi cũng có một thế tiến công chủ động của mình. Nhưng thực ra tới đây, Vu còn chờ sẵn cho một việc thứ ba, tức là ông chỉ cần dùng xe này tấn thẳng ba nước đuổi pháo. Thành thử, pháo không hề còn lộ thích hợp để di chuyển, rời về một vài nước, tưởng trung tâm sẽ vỡ ngay. Bởi vậy, bảo toàn chỉ có thể là bổ xin lên từ trước, ngăn cản nhịp chiếu. Nếu như pháo của Vu mà tiêu diệt trung binh, tượng này cũng mất mạng. Và thứ hai, xe của Vu tấn thẳng ba nước như biến đi thực chiến của mình, thì Thôi Nham chỉ cần lấy pháo bình vào nhờ sĩ giáp. Vu tiếp tục với một đòn đã toan liệu từ sẵn, lấy pháo để tạt đường hai, ra sức cản tường, còn đe dọa lấy pháo biên. Tưởng chừng cho hình cờ này có thể êm đẹp rút quân, dùng pháo này nổ thẳng vào chốt để tranh thực lợi. Nhưng sau khi Vu chỉ cần đào pháo ra cánh biên tiêu diệt ngược lại, mở ra một thế tiến công trước mắt, việc này chắc chắn là không thể nào ngăn cản, hình cờ sẽ vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, lựa chọn trong hình cờ này thôi đành phải quay pháo về hai nước để có thể giữ vững trận địa. Đại sư họ Vu sẽ làm gì? Dùng pháo này nổ chốt, sức tiến công đã bị vô hiệu, cho nên ông lấy xe bình trục ba đè sức tường. Tường đã vỡ, không thể nào ngăn cản. Những đòn rời chuyển rất thần kỳ, tại vì trong hình cờ này còn đe dọa pháo này tiến thẳng ba nước thôi sẽ hoàn toàn vỡ trận. Bởi vậy, dùng pháo bình vào mà kê càn, tường đã gãy ngay. Xe của Thôi bình vào đường 4, còn đe dọa vào sức mã là một điểm đánh tích cực còn lại. Nhưng Vu vẫn bỏ mặc, rời xe về một nước. Tại vì đây là một hình cờ mà Vu hoàn toàn có thể nắm bắt được. Thôi Nham vẫn còn một điểm bỏ ngò. Xe này mà tiến thẳng, chốt biên cũng mất mạng, mã sẽ thừa cơ mà xung trần. Bởi vậy, phải bình chốt vào. Và Vu đành phải bổ sĩ lên để có thể ngăn cản đòn ác của đối phương. Thôi Nham dùng chốt tiến một để bắt vào mã, mã cùng đường phải quay về, rồi lại tiến xe đe vào trung lộ. Thứ nhất là gia tăng sức ép, thứ hai sau khi tiêu diệt được chốt còn có thể kịp thời mở thông sang cánh còn lại để tham gia phòng thủ. Vu lựa chọn nhảy mã vào trung tâm. Thôi vẫn vậy, đã ra tay chẳng do dự, rồi bất ngờ Vu lấy pháo quật thẳng ra chốt. Lựa chọn tới đây là binh đã tiến một. Thôi Nham biết là cả đôi pháo của Vu Hồng Mộc đang tìm cách rời truyền, công thẳng vào tà cánh của mình. Nhưng gần như không hề có cách nào để ngăn cản, tại vì cả đôi pháo này vẫn còn có thể trực chờ thay vị trí cho nhau. Nếu như pháo 8 rời biên, pháo này sẽ chìm đáy và vẫn là nguy hiểm. Còn nếu như pháo 6 mở rời truyền, lúc này xe của Vu chỉ cần tấn thẳng ba nước, vỡ luôn cả một tượng còn lại, thôi chắc chắn là nguy ngập. Còn tới đây, Vu chính thức có một vị trí ổn thỏa nhất cho quân pháo đầu tiên. Pháo này tấn thẳng ba nước và Thôi đã tiêu diệt vào mã. Tượng này phải bổ, rồi lại tiếp tục điều xe sang vây bắt ngay. Không thể nào để cho đối phương quá tùy tiện mà xác lập một thế tiến công dễ dàng. Xe của Vu tấn thẳng hai nước đe vào trung lộ, bình tiến một, xe lại bình sang một nước đe sức chốt. Không thể nào để mất, sẽ chẳng còn gì mà cưỡng cầu. Hàng tuyến phòng thủ này đang bị đe dọa, sức tiến công là hy vọng còn lại của họ Thôi. Bởi vậy, phải đưa chốt vào, Vu tiến một nước xe, sĩ quay về, rồi kế tiếp là pháo vỗ mặt. Những đòn tấn công liên hoàn mang theo độ sâu rất đáng nể của đại sư Vu Hồng Mộc đang ra sức oanh tạc vào trận địa, đang tưởng chừng như khá vẹn toàn của Thôi Nham. Nhưng một điểm yếu chết người cũng là một câu khẩu quyết quen thuộc, khuyết tưởng, kỵ pháo. Thôi Nham đang thực sự vô cùng vất vả. Tới đây chỉ còn đúng một lựa chọn để giải nguy là phải rời tượng này về làm vật thí mạng, nhưng không phải là ra tay tiêu diệt. Vu rời xe về hai nước, vừa có thể đe dọa vỗ chiếu, nhưng trước mắt hoàn toàn có thể lấy được pháo này. Bởi vậy, Thôi đã phải bình xe sang, giữ căn ngay. Vu lấy một nước xe để vỗ mặt trước, sĩ bổ lên, không phải đưa chủ lực này rút chết, hoặc là tường, hoặc là chốt trên cao.
mà rất táo bạo, lấy pháo năm để bình ba. Một đòn rất cao và cực kỳ hiểm ác, phế xe, nhưng sát cục đã rõ ràng, không thể nào dùng tượng mà khử lấy xe. Cả đôi pháo lao mình vào chân tường là sát cục. Càng tuyệt nhiên, Thôi Nhâm không thể nào đưa tướng để xuất cung, hóa giải. Lúc này vua chỉ cần tiến một nước pháo, tướng thượng lầu 2, ra tay khử chốt vào trung lộ. Việc mất lại chốt, hàng tuyến phòng thủ này thôi cũng chẳng thể nào tiếp tục. Còn nếu như Dương Tường vừa có thể bảo toàn, tháo chảy lấy thân, thì Vu lại càng dễ dàng để tông thắng ngay. Pháo rời một, chiều tướng trước. Nếu như pháo này quay về bọc lót, thì chắc chắn là mất mạng, tại vì pháo này tiếp tục chiếu. Đối phó kiểu gì đi nữa, tường thoái hoặc là dương sĩ lên, chỉ cần bình xe sang. Pháo đường 8 đã chẳng còn cửa mà di chuyển, bởi vậy sẽ phải là lựa chọn còn lại, tức là phải dương sĩ lên. E rằng bại cuộc lại càng tới nhanh hơn. Sĩ chỉ cần bổ lên một nước, thấy trước việc đối phương chuẩn bị gá tường, rồi cắm xe này thẳng ba nước. Nhưng chắc chắn Thôi Nhâm không thể nào can thiệp được gì, đành ngậm ngùi giã từ vũ khí đầu hàng cho xong chuyện. Bởi vậy trong hình cờ này, cách đi còn lại của họ thôi đành phải lấy pháo gá vào đường 7. Và Vu đã ra tay vào trung lộ, chốt này đã mất mạng. Hệ lụy kéo theo là binh đường 3 cũng đang trực tiếp bị đe dọa. Và Thôi đã rời xe về ba nước đuổi pháo. Vu nhanh nhẹn quay pháo về một mạch, đang còn đe dọa đánh tử vào quân chốt đường 3 mà Thôi không thể nào cưỡng cầu, đành phải vớt vát lấy xe tạt biên đuổi pháo, pháo lại vào, rồi khử chốt phía trên. Vu cũng vậy, ra tay chẳng hề do dự, đang còn đe bắt tường, Thôi bình xe đuổi pháo, pháo rời biên rồi quay xe về, pháo lại quay về tìm cách mà tháo chạy, còn đe dọa ngược vỗ vào trung tâm. Hình cờ cũng chẳng hề kém phần nguy hiểm, bởi vậy lại phải theo xe truy đuổi, pháo lại chìm đáy, rồi đành phải ưu tiên mà tháo tường. Một bàn cờ rất thú vị, mặc dù quân lực là y hệt nhau, đôi pháo và cả một đơn xe, nhưng tác dụng của mỗi bên là hoàn toàn trái ngược. Xe này của Vũ Hồng Mộc đang chiếm ở một vị trí chắc địa và dễ dàng để kiểm soát được cục diện này. Còn về phần của Thôi Nhâm, xe thì linh hoạt nhưng đang cực kỳ vất vả, cũng chỉ để tìm vị trí tốt nhất để phòng thủ. Và sự lúng túng cũng thấy rõ khi mà phải liên tục đuổi bắt pháo đối phương tìm một vị trí tốt hơn. Tại vì chẳng những là thế tiến công của Vu đã hình thành, pháo này cắm đáy kéo theo hệ lụy là cả đôi pháo của Thôi Nhâm còn lại cũng khó khăn mà di chuyển. Những điều này ngoài việc điều quân quá cao thâm của đại sư Vu Hồng Mộc còn là một điểm yếu chết người của Thôi Nhâm, thật đúng với câu mất xe không bằng què tường. Và tới đây lựa chọn của Vu đã tung sĩ lên, có phải là chuẩn bị cho việc rời tường để dùng xe đe trực tiếp vào sĩ trung tâm? Biết là vất vả, Thôi lại phải quay xe về, lật đật đuổi pháo, pháo quay về vị trí cũ, rồi lại dừng xe 8 một mạch đuổi pháo. Tất nhiên là Vu không thể nào làm ngơ, còn nếu như rời sĩ về, âm mưu vừa rồi cũng chẳng thể nào thi triển. Nhưng Vu lại tiếp tục với một đường cờ rất ngoạn mục, là đưa pháo vào trung tâm, vừa còn đe dọa nếu như xe này đắc pháo, đòn rút đủ để bước tử ngay. Bởi vậy lựa chọn là đưa tướng để xuất cung. Vu làm gì, rời về một nước sĩ đuổi bắt xe, thì lúc này xe quay về cửa hà kiềm chế pháo, và Vu đã bình pháo vào một nước cửa rất cao thâm khác. Tiếp theo chỉ cần đưa xe này vô mặt, sĩ phải kê càn rồi rút sang, và chủ lực này sẽ mất mạng. Chỉ còn đúng một cách để hóa giải là tướng phải vào trung tâm, và cũng chỉ cần chờ vậy, pháo này dâng thẳng ba nước đuổi bắt xe, xe quay về hai trường, rồi lại rút ra một đòn, nhưng không phải là bình trục hai bắt xe, mà cách đánh của Vu hiểm ác hơn cả bội phần, lấy xe năm bình ba vừa truy bắt pháo đáy. Tất nhiên còn nếu như bình hai thì xe của Thôi vẫn vậy, đưa vào trung tâm đuổi bắt ngược, và lúc này Vu dùng pháo để tiến một, còn chuẩn bị cho một đòn kinh hiểm, lấy pháo đưa vào trung tâm xe sẽ mất mạng. Cách thức để hóa giải duy nhất đành phải đưa tướng để xuất cung, và pháo này vỗ mặt chiều tướng để thoát thân ngay, tướng phải vào. Thành quả mà ông thu nhận được chính là pháo đáy của đối phương mất pháo. Bài cục của Thôi Nhâm đã hiện ra trước mắt, còn gắng cử lấy xe tiến một đuổi pháo, pháo tiến một, nếu như lồng bắt đôi, một trong hai pháo sẽ vỗ mặt chiều tướng và thoát thân tức thì. Thôi lúc này còn nước còn tát, binh tiến một đuổi bắt pháo, tường này tiêu diệt, pháo chỉ cần đưa vào trung tâm đe dọa màn rút,
Rồi tiếp theo chỉ cần lấy xe 5 bình 4, có thể chốc lấy cả đôi, nhưng đơn giản vu đưa pháo để tháo chạy, còn đe dọa ra một màn cắm rút rất nguy hiểm. Chẳng những vậy, tượng có thể khử chốt là hy vọng cuối cùng. Thôi, quyết tâm giữ lại bằng được, và vu lại quay xe về đánh tử. Gọi là đánh tử tại vì pháo này có thể lao mình là tốc thắng ngay, nhưng lại không thể nào bình xe sang mà ngăn cản. Pháo này lại vô mặt, xe lại kê vào, pháo lại tạt biên, rồi xe theo mãi thì là phạm luật. Còn nếu như không tranh thủ sức chiếu, dùng xe này khử chốt là việc làm đơn giản. Hy vọng duy nhất này đã chẳng còn, đó cũng là lý do mà Thôi Nham đã nhận thua ngay. Một trận chiến với kỹ thuật sử dụng pháo rất cao của đại sư họ Vu quả thực là vô cùng ấn tượng. Video này đến đây là kết thúc, Cửa Tử Nam Mê sẽ tiếp tục với những phần sau. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để tiện bề theo dõi. Một lần nữa xin chào, hẹn gặp lại và chúc các bạn sức khỏe.